Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Yukihira Tarot Reading. Và bây giờ mình sẽ trở lại với cái trả bài, đó là họ có còn yêu bạn hoặc là tình cảm mà họ dành cho bạn. Lý do vì sao mình lại làm cái trả bài này thì thật ra là cái cổng năng lượng ngày 9 tháng 9 mình nhận được rất là nhiều cái thông điệp, rất là nhiều cái tin nhắn và rất là nhiều cái thôi thúc ha. Vì vậy cho nên là mình mới, nói chung là mình vô tình, hoặc là nói chung là mình nhớ lại một người, hoặc là mình nằm mơ về một người ha bạn ha. Nói chung là mình nằm mơ về một người, và nói chung là đại khái là mình biết là các bạn cũng có thể là với cái cổng năng lượng 2 số 9 đó, bạn cũng sẽ nhận được một số cái thông điệp, nên là mình sẽ làm về một cái người mà bạn ít tương tác ha. Bạn ít tương tác, bạn không có tương tác nhiều thì bạn sẽ hỏi liệu rằng họ có còn yêu bạn hay không, hoặc là tình cảm này mà họ dành cho bạn là như thế nào ha, còn hay không. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tụ bài ha, như là trên hình đây. Tụ bài số 1 tức là viên đá thạch anh màu trắng. Bạn nào yêu thích nến đá thì inbox Facebook cho mình trả bài viên cũng vậy. Đá màu xanh và đá màu đen ha bạn ha. Rồi, bây giờ các bạn chọn giùm mình 3 viên. Số 1, số 2 và số 3 ha bạn ha. Bạn chọn đi và chúng ta sẽ đến với lại cái trả bài với cái viên đá số 1 là viên đá thạch anh màu trắng ha bạn ha. Bạn với cái người này nếu như mà không có tương tác thì cái người này họ cảm thấy rất là cô đơn. Họ cảm thấy cực kỳ là trống rỗng, họ cảm thấy cực kỳ là mệt mỏi bởi vì họ đã đánh mất tình yêu của bạn. Và mình cảm giác giống như là cái tình yêu của bạn nó đến, nó tưới tiêu cho cái người này, giống như một cái cây xanh mát, một cây xanh tốt. Trong đó có tình yêu, có khát vọng, có sự cân bằng âm dương, những cái sự tươi vui, có những cái giống như là sức sống đó bạn. Những cái sự nó kích hoạt cái con người của cái người này, họ năng động và họ sáng tạo trong cái cuộc sống của họ. Và cái người này họ phụ thuộc cảm xúc vào bạn, họ nhớ bạn, họ phụ thuộc cảm xúc vào bạn chứ không phải là không. Mình không biết là họ có thể hiện điều đó hay không, hay là bạn không biết, nhưng mà họ còn nhớ đến bạn. Thậm chí là mình nghĩ rằng họ có rơi nước mắt vì bạn ha, cho dù người đó là nam hay là nữ luôn ha bạn ha. Ở đây This Could Be The One đang nói là cái người này á, thật ra khi mà họ gặp bạn có thể họ đã biết bạn là the one của họ, là cái người duy nhất trong cuộc sống của họ, là cái người mà họ cần tìm, nhưng mà họ đã để đánh mất bạn ha. Và cái liên kết đó là cực kỳ mạnh mẽ, là liên kết past life và liên kết twin flame ha. Có nghĩa là cái người này trên cái tần số cao hơn, không phải tần số cao hơn, trên cái mặt cái nguồn năng lượng để mà kết nối với bạn á, bạn với cái người này có một cái khế ước về mặt tâm linh á, cái khế ước linh hồn á ha. Và cái người này họ đang truyền dẫn cái thông điệp, cái cảm xúc của họ, cái năng lượng của họ đánh động đến cuộc sống của bạn. Cho nên bạn mới nhận được cái điều đó từ cái cổng năng lượng ngày 9 tháng 9 ha bạn ha. Ở đây thì cái mối quan hệ giữa bạn với cái người này đổ vỡ các bạn. Giống như kiểu như là cái ly nước nó đổ ra rồi, không hốt lại được. Một cái dĩa đã tan nát rồi, không có thể nào mà nó quay lại vị trí ban đầu. Và cái điều đó nó làm cho cái mối quan hệ này nó không có được vui vẻ. Vào cái thời điểm mà hai người có cái xích mích xảy ra, hoặc là có cái vấn đề gì đó xảy ra, cho nên là cái người này họ hối tiếc á. Thật ra họ rất là muốn gặp lại bạn, họ muốn ôm lấy bạn, họ rất là, nói chung là mình nghĩ rằng là họ, bạn gợi nhiều cái tình yêu lãng mạn đến họ. Và mình thấy rằng là bạn là một cái gì đó bước vào cuộc sống người này, làm cho cái người này họ thức tỉnh cái con người thực sự của họ. Họ cần gì, họ muốn gì, họ đam mê điều gì. Và mình thấy rằng là cái khoảnh khắc mà bạn đến cũng như bạn đi á, nó là một cái khoảnh khắc mà nó làm cho cái người này họ phải nhìn nhận lại mọi thứ. Giống như nó là cái sự cảnh tỉnh cho họ trong những cái tháng ngày mà họ sống như thế nào. Thì bây giờ cái đó là cái sự cảnh tỉnh của họ. Và mình thấy rằng cái tình cảm mà họ dành cho bạn nó rất là giàu dạng, nó nhiều dữ lắm. Mà nó giống như một cái cánh cửa không thể nào khép lại được, bởi vì dòng chảy cảm xúc này nó không có ngưng, nó tuôn trào. Ở đây cái tình cảm họ dành cho bạn, cái người này họ muốn comeback, muốn quay về, họ muốn một cơ hội với bạn. Nhưng mà dường như là mình thấy là
có nhiều cái ảo ảnh và có nhiều cái lo sợ trong cái mối quan hệ này. Cái người này họ bị tổn thương đứa trẻ bên trong, hoặc là cái người này họ, mình cảm thấy rằng là họ bị tự ái ở trong này và bị phân vân nữa ha. Nhưng mà mình thấy tình yêu mà họ dành cho bạn á, đúng là cái liên kết twin flame luôn. Cái lá bài này là tượng trưng cho liên kết twin flame vào 11:11 là bạn ha. Bạn thấy bốn cây gậy không? Đó chính là cái thời gian mà bạn hay gặp phải 11:11, hoặc là cái tụ bài này nó cực kỳ là nhiều năng lượng của twin flame nha bạn nha. Và mình thấy rằng là có vẻ như là nó, cái tình yêu của bạn á, nó mang đến nhiều cái sự ảo ảnh trong tâm trí, và nó là một cái hành trình tâm linh thực sự mà nó yêu cầu bạn là phải trải nghiệm thì bạn mới có thể học được từ cái điều bạn trải nghiệm, chứ người khác nói bạn không tin. Thì có thể là cái người này là người như vậy, có thể cái liên kết giữa bạn với người là như vậy. Mình cảm giác cái người này họ đang sắp xếp một cái cơ hội gì đó để gặp lại bạn. Họ vẫn còn giữ những cái cảm xúc với bạn hay những cái tình yêu với bạn. Cái gọi là cái kỷ niệm lúc hai người còn bên nhau, hoặc là kỷ niệm gì đó ha. Ở đây mình thấy rằng là cái người này họ sắp đến đích, hoặc là mối quan hệ giữa bạn với người này sắp đến cái điểm đích á. Cái điểm mà giống như là gặp lại nhau, kết nối lại với nhau, đoàn tụ lại với nhau. Cái người nam này họ cần phải lấy lại cái người này. Đúng thật sự là một người cha của những đứa trẻ, hoặc là một người nghiêm túc, một người nghiêm khắc, một người không có dễ dàng để mà xoay chuyển cái niềm tin, hoặc là cái cách suy nghĩ của họ. Vì vậy cho nên mình mới nói là cái người này bây giờ họ đang cần phải tái tạo lại cái nguồn năng lượng ha. Nếu như bạn coi cái trải bài vừa rồi á, thì bạn cũng sẽ thấy được cái điều đó ha. Nó có liên kết, và mình thấy rằng cái người này á, họ giống như là không có được mở rộng để mà họ hơi gia trưởng, và họ hơi gọi là cục cằn á. Nói chung là không có phải là một người mà, nói chung là đúng chất nam tính theo kiểu là rất là mạnh mẽ, và rất là như vậy, và rất là dễ tự ái, và rất là cũng có thể là dễ nổi nóng nữa ha. Thì nói chung cái đó mình chỉ cảm giác ở đây thì mình nói thôi, chứ mình thấy cái người này á, họ cũng thích cái cảm giác mà được bạn luôn chiều á ha, chiều chuộng đứa trẻ bên trong của họ ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây nha. Và các bạn nhớ đăng ký kênh của mình. À, nếu như có mua bài thì inbox Facebook cho mình. Trải bài riêng cũng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp với cái tụ bài số 2 các bạn ha. Cái tụ bài số 2 thì mình thấy á, cái tình yêu của bạn á, mang đến cho cái người này á, mình cảm giác giống như là cái người này á, với bạn á, nó có những cái vấn đề mà hiểu lầm, hoặc là rất là khó để mà lắng nghe nhau, và nó không có cảm thấy được một cái nền tảng tin tưởng ha. Không có cảm thấy một cái nền tảng tin tưởng. Và lúc nào bạn cũng sẽ hỏi là liệu rằng cái mối quan hệ này nó có an toàn để mình yêu hay không, liệu rằng cái mối quan hệ này á, nó có mang đến cho mình những cái điều tuyệt vời hay không. Thì ở đây á, vũ trụ có nhắn gửi đến bạn là cái người này á, họ dành cho bạn một cái tình cảm là bạn hãy mở cửa cái trái tim của mình để mà cho những cái nguồn năng lượng tình cảm này cao nhất. Ở đây nếu như bạn bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng của cái người yêu cũ á, thì đây là cái khoảng thời gian mà cái người nam này họ muốn, giống như cái tình yêu mà họ dành cho bạn đó là họ muốn bạn là hãy rời khỏi cái nguồn năng lượng của người yêu cũ, hoặc là hãy
đây là cái thời gian để clear cái nguồn năng lượng với cái người yêu cũ rồi, rõ ràng với họ rồi. À, ở đây cái tình cảm mà họ dành cho bạn á, nó mềm mại dịu dàng. Mình không biết ở đây rằng là cái sự mềm mại dịu dàng này á, nó giống như là nó mờ mờ ảo ảo, nó không có rõ ràng. Và cái người này á, khi mà bạn, cái tình cảm mà họ dành cho bạn á, họ cũng có rất nhiều nỗi sợ trong cái mối quan hệ này. Mà mình thấy cái tình cảm này giống như là một cái sự đầu tư và chăm bón của cái người này. Giống như cái tình cảm mà cái người này dành cho bạn đó là kiên nhẫn, lâu dài, từ từ chăm bón, từ từ tưới nước, từ từ đốc thúc, từ từ bón phân, từ từ kiểu như là có một cái điều gì đó mà nó rất là chậm, mà nó rất là chắc. Mà giống như là cái tình cảm mà người này dành cho bạn nha, nó tràn trề chứ nó không phải là ít đâu. Nó là một gọi là một người của cái tình yêu và cái cảm xúc, một cái sự dịu dàng. Đối với người khác như thế nào mình không biết, nhưng mà đối với bạn á nha, thì cái tình yêu của cái người này á, nếu như bạn tự hỏi là cái người này không biết là họ có cái tình yêu với bạn hay không á, thì họ vẫn giàu dạng tình yêu với bạn. Họ còn yêu bạn hay không á, ha. Nhưng mà ở đây á, mình thấy rằng là có vẻ như là họ bị mắc kẹt vô một số cái vấn đề nào đó về tinh thần, và họ rất là phân vân. Họ lúc này lúc khác, hoặc là họ có những cái khoảng suy nghĩ ở trong đầu của mình á, giống như là não phải với não trái hoạt động nhưng mà nó không có cân bằng. Như là cảm giác của mình là như vậy. Cái người này họ có một số vấn đề về tâm lý luôn nha. Họ có một số cái mâu thuẫn về tâm lý luôn, và có thể hiện ở đây. Cho nên là họ đã rút cái tình cảm lại. Không phải là họ không yêu bạn, họ rút lại, mà là họ có một cái vấn đề gì đó mà cái người này họ thu hồi tình cảm lại. Giống như là họ phân vân, họ không có biết phải giải quyết như thế nào. Họ lo lắng, họ có những cái ảo tưởng, những cái bức màn ảo tưởng trong cái mối quan hệ giữa hai người với nhau. Và ở đây đúng là cái cổng năng lượng số 9, ở đây nó cũng có số 9 nè bạn ha, ngày 9 tháng 9 ở đây nè. Đó là lý do vì sao mà mình làm cái trải bài ngày 9 tháng 9 là như vậy. Bởi vì là ngày 9 tháng 9 mình cũng có nhận được một số cái thông điệp thông qua giấc mơ. Và mình cảm thấy rằng là chắc chắn là cái cổng năng lượng đó nó kết nối một số các bạn. Khi mà mình tương tác á, mình sẽ cảm thấy ngày 9 tháng 9 bỗng nhiên mình nhớ đến một người nào đã cũ, hoặc là mình liên lạc với một người nào mà mình nghĩ rằng mình sẽ không liên lạc, nhưng mà mình tự nhiên mình làm vậy vào cái ngày đó hoặc thời gian gần này. Người đó có thể là cung nước, song ngư của giải bò cạp, cung đức, kim ngưu ma kết xử nữ, và ma kết mạnh mẽ ở đây. Cái tình cảm người này dành cho bạn á, nó có cái sự đau lòng nữa. Giống như là nó xuống tận đáy của nỗi đau, xong bây giờ nó đang trồi lên lại. Thì cái tình cảm thì nó đang tái sinh. Và cái người nam này á, cái đối phương này á, nói chung á, thì là họ đang tìm thấy lại được cái ánh sáng đối với bạn. Cho nên á, là để mà nói là tình yêu ở trong này á, thì mình thấy là một cái sự trung thành. Một cái sự trung thành. Họ dành cho bạn một cái tình cảm ổn định và trung thành. Có thể là họ không có ở cạnh bên, nhưng mà lúc nào họ cũng có một cái mong muốn, đó là mang cho bạn một cái cuộc sống chăm sóc, chăm bẵm, lo lắng về mặt ăn uống ngủ nghỉ gì đó vân vân. Mà bạn có thể là một người xinh đẹp và được nhiều người theo đuổi, và bạn có thể là một gọi là một người không phải là đào hoa, nhưng mà khá là có một cái vị thế xinh đẹp hay cái gì đó, có cái vị trí tốt trong cái xã hội so với lại cái người đó. Cái tình yêu mà người này dành cho bạn á, nó vừa bí ẩn, nó lại vừa có cái gì đó mà nó thích thú,
nhưng mà nó cũng có nhiều nỗi sợ. Mình cảm giác giống như có hai người đến cũng có cần một học một cái bài học với nhau. Cái đó là bài học về sự kiên nhẫn. Ok, mình sẽ kết thúc cái trả bài này ở đây ha. Ok, bạn nào trả bài riêng mua nến mua đá hoặc là mua bài của bài của mình thì anh Facebook cho mình. Cảm ơn các bạn. Chúng ta đến với tụ bài số 3. Cái người này á, cái tình cảm mà cái người này dành cho bạn á, họ vẫn còn bị thu hút bởi bạn rất là nhiều. Họ cảm thấy bị thu hút bởi bạn, họ cảm thấy cái nét đẹp của bạn khi bạn tập trung vào cuộc sống của mình. Họ cảm thấy bị thu hút bởi cái sự dịu dàng của bạn. Ở đây mình thấy á, cái người này á, họ muốn dành nhiều thời gian với bạn. Cái người này họ muốn theo đuổi lại bạn, hoặc là cái người này cái tình cảm của họ là họ rất trân trọng bạn. Hoặc là trong quá khứ nha, hoặc vì họ không trân trọng bạn, họ đã từng không trân trọng bạn, cho nên bây giờ cái cảm giác mà đánh mất cái tình yêu này nó quá là thốn với họ. Mình phải nói một cái chữ như vậy. Và mình thấy rằng là cái việc mà chia tay giữa hai người với nhau nó là một cái một cái sự thúc đẩy để người này trở thành cái phiên bản tốt hơn. Và nó có ý nghĩa, nó có ý nghĩa, nó là một cái gọi là một cái thẻ đỏ đối với cái người này. Và mình cảm giác là giống như là cái người này họ, cái tình cảm mà họ dành cho bạn á, đó là buộc lòng họ phải rời khỏi những cái tiêu cực mà họ đã từng để lại trong cái mối quan hệ này, để buộc lòng họ phải healing, chữa lành và mang đến cho mình một cái gì đó nó tốt hơn. Mà cái tình cảm mà người này dành cho bạn, họ đau lòng nhiều hơn là họ yêu. Giống như là họ cảm thấy thốn. Mình thấy cái người này họ muốn xin lỗi bạn, họ muốn nói một lời xin lỗi, và họ vẫn còn mắc kẹt trong mối quan hệ này. Nếu mà bạn nói là không biết người này họ còn yêu bạn hay không, mình thấy là họ thực sự họ muốn mang đến cho bạn một cái điều gì đó, một cái cơ hội nào đó, một cái cơ hội để mà đi ăn, hoặc là bù đắp cho bạn về cái mặt tiền bạc. Hoặc là cái người này họ giống như họ đứng hình trong mối quan hệ này vậy đó. Để mà nói họ bấm next được thì mình nghĩ là chưa bấm next được. Nhưng quan trọng là cái người này họ đang, cái tình cảm của họ đó, họ dành cho bạn á, mình cảm giác giống như là nó chưa được, nó chưa, nó đáng lẽ họ phải làm gì đó nhưng mà họ chưa làm. Thì mình thấy là có thể rằng sắp tới họ sẽ làm, nhưng mà thật sự là cái người này họ cảm thấy đau lòng lắm. Cái người này họ cảm thấy giống như là họ bị, họ chết bởi vì mất máu, và họ chết vì mất máu dần dần theo những cái tháng ngày mà họ héo mòn các bạn. Giống như là cái lúc đâm vô thì nó không có đau, nhưng mà tại vì cái nhát dao nó nho nhỏ, nhưng mà thời gian mỗi ngày thời gian trôi đi, nó rỉ máu. Cái người này khi mà họ kiệt sức và họ chết trong tâm các bạn. Thì thật ra mình thấy thì cái người này họ đã nhìn được những cái khía cạnh khác trong cái mối quan hệ này. Nếu đáng lẽ đó, họ nghĩ rằng đó nha, cảm xúc của họ, cái tình yêu của họ là đáng lẽ là họ phải tích cực đưa bạn, hoặc đưa cái con thuyền của chúng ta đi về cái phía trước nó tươi đẹp hơn, hoặc là họ phải giải bày hoặc là nói với bạn. Nhưng mà có vẻ như là cái sự nói chuyện của hai người không có được ở đây. Hoặc là cái người này họ không có biết cách diễn đạt cái cảm xúc của họ. Giống như họ cứ tù lại một cục. Và cái tình cảm của họ có thể là nó có cái gì đó nhiều lửa và chống đối ở đây. Có cái tôi ở đây nữa hả? Thật ra họ, cái tình cảm của họ dành cho bạn á, thì mình thấy là nó đau lòng rất nhiều. Ở đây nó đau lòng rất nhiều. Họ nói là giống như là họ không có đáp ứng được cho bạn những cái điều mà bạn mong muốn. Thật ra là bạn là một cái món quà đến với họ mà họ cũng không biết luôn. Và khi mà chia tay rồi thì mình thấy cái người này họ cũng đang rất là cố gắng một điều gì đó, cố gắng điều gì đó để mà có một cái sự khởi đầu lại cho bạn. Nhưng mà một cái lời xin lỗi hoặc là một cái tình yêu nho nhỏ, tại vì mình cảm giác như cái người này họ muốn
họ muốn offer cho bạn một cái gì đó, như là một công việc, một món quà, một cái gì đó ha, chứ hoặc là một đóa hoa, chứ mình chưa thấy được cái gì quá nhiều ở đây ha. Và đây cũng là trả bài chung thôi các bạn, đón nhận cởi mở. Và đó là những cái thông điệp mà mình nghĩ rằng mình phải làm. Bởi vì khi mà cổng năng lượng 9 tháng 9 mở đó, thì mình cũng có nhận được rất là nhiều cái thông điệp hoặc là cái điều gì đó qua thông qua giấc mơ hoặc thông qua những cái con số giờ giấc. Và mình bị thúc đẩy để làm những cái trải bài này về tại vì mình không nghĩ đến một số người. Và khi mà những người đó quay trở lại hoặc là hiện lại trong giấc mơ của mình một cách nó quá thật đi, cho nên là mình nghĩ rằng là các bạn cũng vậy. Khi cổng năng lượng 9 tháng 9 mở, một số cái điều nó phải được nhắc lại để mà mình biết rằng là cái chu kỳ của nó rốt cuộc là mình đã đi cũng dài rồi bạn. Giống như bạn với cái người này đi cũng dài rồi, những cái cảm xúc đó nó mình giữ cũng lâu rồi, cái kiểu như vậy ha. Và bắt đầu nó sẽ có cái hành trình mới cho các bạn, hành trình mới cho các bạn ha. Ok, và đây chỉ là cái trả bài chung và nó cũng chỉ là mới vừa được một phần như vậy thôi. Và mình sẽ tiếp tục trả bài, các bạn sẽ comment cho mình cái chủ đề ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và nhớ đăng ký kênh của mình, mua nấm mua đá trả bài riêng hoặc là mua cái bộ bài Love and Action Oracle của mình thì inbox cho mình. Cảm ơn các bạn.